Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách xây dựng cho môn phái Thiên Sơn cũng như là cách để chơi môn phái này, đặc biệt là dành cho những bạn nào tân thủ mới chơi, chúng ta chưa hiểu về môn phái Thiên Sơn thì các bạn có thể tham khảo này để chúng ta có được những cái định hướng đúng đắn trong cái quá trình xây dựng cho môn phái Thiên Sơn. Còn những bạn nào đã chơi lâu rồi, chúng ta biết hết các thuộc tính trong game rồi, các bạn không cần phải xem video này đâu, tại vì đây chỉ là những cái hướng dẫn rất là cơ bản các bạn ạ. Về Thiên Sơn thì mình sẽ có một số cái nội dung để chúng ta đi qua xây dựng, đó là trang bị, đá quý, phù ma, thú cưng, kỹ năng, kháng công, ngộ đạo, tuyệt học, huyết mạch và cuối cùng đó chính là cường hóa. Rồi bây giờ mình có vài cái nhận xét về Thiên Sơn nha. Thiên Sơn là một môn phái, các bạn có biết cái khả năng sức chống chịu của nó rất là tốt, có thể hồi máu cho được cả bản thân của mình và hồi máu cho cả đồng đội nữa. Là môn phải gọi là không thể nào thiếu được trong các phó bản cũng như là trong các cái hoạt động gia tộc. Tại vì các bạn biết là Thiên Sơn đi hỗ trợ máu cho đồng đội mình thì rất là có ưu thế, trong khi những môn phái khác thì không có khả năng hồi máu. Về nhược điểm thì Thiên Sơn sẽ có cái nhược điểm rất lớn, đó là lượng sát thương của Thiên Sơn gây ra tương đối nhỏ và kỹ năng khống chế của Thiên Sơn thì không có nhiều. Do đó cái việc khống chế để dồn đam kết thúc đối thủ là một chuyện rất khó đối với môn phái này. Nhưng mà nói về solo thì Thiên Sơn không có ngán bất kỳ môn phái nào đâu các bạn ơi. Đánh khi nào môn phái hết máu, môn phái đó sẽ chết thôi, Thiên Sơn thì vẫn cứ hồi máu. Nhưng mà trên là lực chiến quá thì cũng hơi khó nha. Rồi mình sẽ đi vào vấn đề đầu tiên, đó là xây dựng về trang bị cho môn phái Thiên Sơn. Về Thiên Sơn thì các bạn hãy xây dựng trang bị ưu tiên thứ tự từ trên xuống dưới nha các bạn. Mình sẽ tẩy luyện những cái dòng trang bị này. Thì cái việc tẩy luyện trang bị nó sẽ áp dụng trên những cái trang bị level 90 thì các bạn mới tẩy luyện được nha. Như đây chúng ta tẩy luyện và sử dụng cái nguyên liệu đó là đá tẩy luyện này. Các bạn muốn giữ dòng thì chúng ta khóa dòng tẩy luyện lại bằng cái đá cố định ở đây. Các bạn muốn khóa lại thì các bạn khóa. Thì những cái dòng tẩy luyện mình sẽ ưu tiên đó là trí lực là ưu tiên đầu tiên. Tiếp tục đó là pháp công tối đa. Dòng thứ tư là độ bền. Dòng kế tiếp đó là sinh lực, pháp phòng, bạo kích, vận khí và những cái dòng còn lại nếu các bạn có thì các bạn đắp vào nếu chúng ta không có những cái dòng ở trên này. Ở đây mình ưu tiên pháp phòng nha các bạn, tại vì Thiên Sơn khi các bạn tăng trí lực nhiều vào thì các bạn đã có được cái chỉ số vật phòng rất là cao rồi. Do đó là mình sẽ không sử dụng những cái dòng vật phòng trên trang bị nữa đâu, mình sẽ ưu tiên pháp phòng để cho cái lượng kháng của chúng ta nó sẽ được cân bằng trở lại. Đây các bạn thấy là hiện tại cái vật phòng của mình là 133.000 nhưng mà pháp phòng chỉ có 112.000 thôi. Mặc dù mình đã ưu tiên pháp phòng rồi các bạn ơi, nhưng mà nó vẫn không đủ, do là cái điểm trí lực của mình nó rất là cao. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về vấn đề đó là đá quý. Đá quý là cái các bạn cần quan tâm đầu tiên khi chơi cái game này. Đá quý thì Thiên Sơn sẽ sử dụng 3 loại đá quý như sau, đó là đá quý trí lực, độ bền và vận khí nha các bạn. Đó là những cái viên đá màu xanh dương là đá trí lực. Độ bền là những viên đá màu cam này các bạn. Và cái viên cuối cùng đó là vận khí, sẽ là những cái viên màu xanh lá cây. Thì khi ưu tiên nâng cấp đá, các bạn hãy cố gắng nâng cấp đá viên trí lực trước cho mình. Sau đó các bạn ưu tiên đến viên độ bền nha. Trí lực và độ bền là hai viên đá các bạn cần ưu tiên nâng cấp đầu tiên. Ở cuối cùng chúng ta hãy ưu tiên đến cái viên vận khí sau. Thì đá thì các bạn hãy nhớ là nâng cấp theo những cái thuộc tính bộ mà game nó đề cử như thế này, để các bạn kích hoạt thêm các thuộc tính ẩn ở phía dưới nữa thì sẽ có lợi hơn. Tương tự thì cường hóa cũng như là tiến cấp màu phẩm chất thì các bạn hãy nhớ là xem trong cái bảng này, để chúng ta làm đúng theo các cái ưu tiên trong hệ thống đề ra thì các bạn sẽ có nhiều cái lực chiến hơn, nhiều chỉ số hơn nha. Đó là về đá quý thì mình giới thiệu cho các bạn đó là 3 loại cũng như là những cái viên nào các bạn cần ưu tiên trước. Rồi tiếp theo là mình sẽ nói về đá phù ma. Đá phù ma là một loại đá khi các bạn lên level 80 là chúng ta đã có rồi. Thì cái nguồn gốc của loại đá này các bạn có thể mua, các bạn có thể đi làm các cái phó bản cũng có. Thì đá phù ma các bạn nên chơi những cái dòng như sau các bạn ơi. Đá phù ma đây. Phù ma thì các bạn ưu tiên cho mình những cái dòng này đầu tiên, đó là cường độ pháp công, kháng cường độ vật công, kháng cường độ pháp công và né tránh. Đây là 3-4 cái dòng các bạn nên ưu tiên hàng đầu cho mình. Mình không sử dụng dòng chính xác nha các bạn. Ngoài ra thì trong game nó có cái dòng trọng kích nữa mà mình chưa thấy. Cái trong đá phục ma có dòng này mình chưa thấy.
Sau này có trọng kích thì các bạn cũng sẽ ưu tiên trọng kích. Rồi những dòng tiếp theo các bạn ưu tiên, nếu chúng ta không có những dòng trên thì các bạn sẽ ưu tiên tiếp, đó là trí lực, pháp công, độ bền, rồi tới pháp phòng. Rồi sau đó nữa, nếu mà các bạn không có những dòng này nữa, các bạn có thể ưu tiên những cái dòng về bạo kích nè, về vận khí hoặc là về sinh lực. Đó, thì các bạn lấy những dòng đó các bạn đắp vào, nhưng ưu tiên vẫn là những cái dòng như thế này. Rồi tiếp theo, đã phục ma xong rồi, bây giờ mình sẽ qua một vấn đề kế tiếp. Đó chính là thú cưng. Này, thú cưng chắc chắn có rất là nhiều bạn lại thích chơi cái thú cưng này đầu tiên. Nhưng mà mình khuyên khi chơi tuyết ưng á, thì các bạn nên ưu tiên về đá hồn trước cho mình, đá quý trước. Sau đó là mới đến những cái trang bị, rồi mới đến thú cưng nha. Tại vì thú cưng thì sẽ rất là tốn kém, cũng như là nói chung là rất là tốn. Bây giờ mình sẽ nói về thú cưng. Thú cưng thì sẽ có hai dạng để mình nói. Đầu tiên là những con thú cưng bậc A, là những cái con màu tím tím này các bạn ơi. Thì đối với Thiên Sơn thì các bạn sẽ chơi cho mình 4 con thú cưng như sau. 4 con thú cưng bậc A. Đầu tiên đó chính là cái con nộ tinh kê này. Nộ tinh kê. Con thứ hai đó chính là con tiểu phi trư. Con thứ ba đó chính là con tiểu bàn áp. Và con thứ năm đó chính là con đại miêu. Thì các bạn sẽ ưu tiên những con này. Cái con gà này thì nó sẽ, cái kỹ năng mà thiên phú của nó sẽ giúp các bạn hồi phục được 1% tấn công và sinh lực. Có nghĩa là chuyển 1% tấn công nó thành sinh lực và nội lực. Thì khi các bạn nâng cái kỹ này lên, cái kỹ thiên phú này lên, các bạn có thể sử dụng con gà để làm một cái con thú cưng xuất chiến cũng được. Thì nó sẽ có ưu thế hơn nha. Còn các bạn chơi những cái con tiểu phi trư này thì bắt buộc các bạn phải tăng tư chất thú cưng thì nó mới cộng được cái thuộc tính vào cho nhân vật của các bạn nha. Đó thì là bậc A thì mình sẽ khuyến nghị các bạn sử dụng những con này. Và các bạn có thể sử dụng con gà hoặc là con tiểu phi trư để các bạn làm cái con thú xuất chiến. Rồi tiếp theo là nói về thú cưng bậc S các bạn ạ. Bậc S ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng hai con pháp công. Một con đó là củ vĩ hồ, một con đó là tiểu linh lộc. Và hai con phòng thủ, một con là tiểu mộc nhi và một con đó là áp trụy thú. Thì các bạn có thể sử dụng cái con áp trụy thú này làm thú cưng xuất chiến. Nếu mà cái hạt của các bạn nó yếu về khả năng phòng thủ, các bạn có thể sử dụng con áp trụy thú này để làm thú xuất chiến nha. Còn nếu các bạn mà có một cái hạt khỏe rồi thì các bạn nên ưu tiên sử dụng cái con cụ vĩ hồ này để chúng ta làm thú xuất chiến, để giúp chúng ta tăng thêm cái lượng sát thương về pháp công. Đó, đó là về thú cưng. Ở đây thì mình cũng đã có liệt kê sẵn cho các bạn rồi, các bạn có thể tham khảo ở đây. Và các bạn yên tâm đi, cái file này mình sẽ up lên và để trong phần mô tả của video để các bạn nào mà các bạn có thể tải về các bạn nghiên cứu từ từ cũng được. Tiếp theo là mình sẽ nói về kỹ năng. Kỹ năng đây là cái vấn đề mà chắc chắn có rất nhiều bạn cũng đang thắc mắc phân vân, là không biết chúng ta sẽ tăng những kỹ năng nào trước, kỹ năng nào tăng sau. Thì ở đây mình cũng đã có nghiên cứu và có những cái đề xuất cho các bạn về phần kỹ năng này. Rồi, đối với Thiên Sơn thì sẽ có hai kỹ năng gây đam rất lớn, đó là cái Nguyệt Kiến Hoa, là kỹ năng này các bạn ơi, Nguyệt Kiến Hoa, và kỹ năng Hoáng Hoa Tấu, là hai kỹ năng gây lượng sát thương rất lớn. Nhưng mà kỹ năng đầu tiên mình muốn các bạn ưu tiên đó là cái Mạch Thượng Hoa Khai. Đây là một cái chiêu búp sẽ tạo cái vòng xung quanh, sẽ giúp các bạn tăng thêm tấn công và tăng thêm phòng thủ nha. Cái chiêu này giống như là chiêu trấn phái của cái con Thiên Sơn này các bạn ơi. Do đó các bạn phải nâng chiêu này trước, sau đó các bạn nâng đến chiêu Nguyệt Kiến Hoa và đến cái chiêu đó là Hoáng Hoa Tấu. Tại vì sao mình khuyến khích các bạn ưu tiên Nguyệt Kiến Hoa? Tại vì chiêu này có cái thời gian hồi chiêu là 8 giây. Chiêu Hoáng Hoa Tấu này thì nó hồi tới 24 giây lận. Mặc dù sát thương gây ra rất lớn, nhưng mà cái chiêu Hoáng Hoa Tấu các bạn phải áp sát mục tiêu thì chúng ta đánh mới trúng được. Rồi, đây là ba chiêu các em mình sẽ ưu tiên đầu tiên. Đầu tiên là chiêu này, đến chiêu Nguyệt Kiến Hoa, đến chiêu Hoáng Hoa Tấu. Chiêu thứ ba thì các bạn hãy nâng ưu tiên vào chiêu đánh thường nha. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ ưu tiên vào chiêu lạc nhạn. Đó, chiêu này thời gian hồi chiêu có 4 giây thôi, các bạn đánh được liên tục. Rồi đến cái chiêu là ma âm vực. Đây là cái chiêu sẽ hấp thu sinh lực của đối phương, chuyển hóa sinh lực đối phương thành cái hồi máu cho bản thân của mình nè các bạn. Đó, rồi những chiêu còn lại thì các bạn có điểm chúng ta sẽ nâng vào.
và mình cũng đã có liệt kê sẵn trên này cho chúng ta luôn rồi. Tiếp đến là mình sẽ nói về vấn đề đó là kháng công. Kháng công thì cái này bạn nào đã biết rồi thì chúng ta nâng kháng công rất là dễ, nhưng mà những bạn mới chơi lúc đầu giống như mình chưa biết kháng công là gì, nâng tè le học me hết, thì bây giờ mình sẽ có những cái chia sẻ cho các bạn. Kháng công đối với Thiên Sơn thì các bạn hiện tại là những cái môn phái thuộc hệ vật công rất nhiều, do đó chúng ta sẽ ưu tiên về cái kháng vật công trước các bạn ạ. Mình nói nhầm, kháng vật công trước là cái dưới này, nó gọi là ngự hư, thì các bạn phải ưu tiên kháng vật công trước, sau đó các bạn phải ưu tiên kháng pháp công. Mình phải nâng hai cái kháng này trước. Nếu như ạc của các bạn là những ạc thuộc mức lực chiến tầm trung dạng cài cuốc, còn ví dụ như các bạn là người chơi thuộc top lực chiến, đã vào top lực chiến rồi thì các bạn ưu tiên cho mình cái pháp công trước nha, pháp công trước rồi nâng kháng công sau. Còn những bạn nào mà ạc yếu thì các bạn nên nâng về kháng pháp công trước và kháng vật công trước, sau đó các bạn hãy nâng tới cái pháp công của mình. Còn cái vật công này thì mình chơi hệ pháp công mà nâng làm chi các bạn, chỉ có sau này đổi phái các bạn mới ưu tiên thôi, nhưng mà bây giờ các bạn đang chơi Thiên Sơn chúng ta không ưu tiên nha. Lúc trước mình không biết mình nâng cái này, cảm thấy rất là phí. Thì hiện tại chỉ số của mình đang dưới này đó là kháng vật công của mình là 400, kháng pháp công là 400 và cường độ pháp công mình là 309, đó tương đối cũng gọi là ổn định rồi. Đó là về phần kháng công thì thứ tự ưu tiên của nó là như vậy. Tiếp đến là phần ngộ đạo. Ngộ đạo đây các bạn ơi, ngộ đạo thì cái này nó cũng tăng chúng ta những cái chỉ số, nhưng mà tăng rất là nhỏ giọt, bắt buộc các bạn phải tăng rất nhiều thì chúng ta mới tăng nhiều. Đối với Thiên Sơn thì các bạn ưu tiên đầu tiên đó là khí và thể trước. Hai cái này nó đều tăng về cái trí lực, và trí lực là cái gì đó rất là quan trọng về Thiên Sơn, nó giúp tăng pháp công và tăng vật phòng. Rồi ngoài ra nó sẽ còn giúp các bạn tăng thêm khi chúng ta đạt cấp, đó là pháp phòng nè, rồi ở đây là vật phòng. Tiếp theo các bạn có thể luyện thân ở đây. Luyện thân để giúp các bạn tăng thêm vật phòng, pháp phòng và tăng thêm sinh lực. Đó là ba cái mục mình khuyến khích các bạn ưu tiên, đó là khí, thể và luyện thân. Rồi ngoài ra thì nếu mà các bạn có điều kiện, các bạn sẽ nâng tiếp những cái phần ngộ đạo còn lại để chúng ta bổ sung thêm các chỉ số khác nha. Nhưng mà mình vẫn khuyến khích các bạn ưu tiên tập trung vào ba vấn đề này trước. Rồi đó là về ngộ đạo. Tiếp đến đó là tuyệt học. Tuyệt học là một cái vấn đề rất là nhức nhối đây. Nhiều bạn không biết sử dụng tuyệt học như thế nào. Tuyệt học thì nó hiện tại đang rất là đa dạng, và đa số là cái cấp tuyệt học thì nó chưa có được full các bạn ơi. Do đó các bạn phải tập trung vào một số tuyệt học để chúng ta nâng trước, và nó sẽ có lợi cho môn phái Thiên Sơn. Tuyệt học thì đối với những cái phó bản mà 3 với 3, ví dụ các bạn đi liên đấu hoặc là đánh nhau, thì các bạn có thể sử dụng hai cái tuyệt học búp luôn, đó là cái 222 và cái 211. Mục đích đó là các bạn sẽ búp được cái miệng khống chế và cũng như là hồi máu trong đồng đội của mình. Đây là 222 các bạn, tuyệt học này đó là sẽ tăng phòng thủ nè, miễn dịch, tất cả hiệu quả khống chế, và nó duy trì 3 giây, hiện tại đang cấp 1 nha. Nếu mà các bạn nâng cấp lên chúng ta sẽ tăng thêm cái thời gian duy trì. Rồi cái tuyệt học là 211 thì nó sẽ hỗ trợ hồi phục máu cho đồng đội của mình. Đó, đây là cái dành cho phó bản 3v3. Rồi những cái phó bản lớn như là BVB, ví dụ như đột cơ hoặc là gia tộc, hoặc các bạn đi chính tà, thì các bạn hãy sử dụng những cái tuyệt học có sát thương nhóm cao. Ví dụ như là 311 hoặc là viêm long 111 hoặc là viêm long 112, để chúng ta tạo ra được cái lượng sát thương thì các bạn có thể kết mạng nè, hoặc là gây sát thương vào đối thủ. Đây mình cho các bạn xem cái 311, đây là cái hổ khiếu thương khung nha các bạn. Cái này thì tăng, vừa tăng sát thương vừa có thể gây chón, rất là có lợi. Rồi cái viêm long 111 là cái sát thương nhóm rất lớn, tạo sát thương với G12 chiêu, các bạn đánh cái tuyệt học này thì sát thương cũng rất là cao. Cái này mình đang nâng lên cấp 10, các bạn thấy tới 289.2% tấn công, rất nhiều nha. Tiếp theo đó là cái tuyệt học 112, đó là Long Kình Càng Khôn. Đây là cũng tuyệt học sát thương nhóm, nhưng bắt buộc các bạn phải áp sát chúng ta mới có thể tạo được sát thương cũng như là khống chế đối phương. Các bạn có thể kết hợp cái tuyệt học này với cái chiêu hoán hoa tấu á, cái chiêu mà sử dụng cầm để gây lượng sát thương cận chiến á các bạn. Đó, hai cái này mà các bạn kết hợp lại thì sát thương cực kỳ khủng khiếp. Rồi đối với những cái phó bản khó, ví dụ như các bạn đi những cái phó bản siêu phàm hoặc là đi những cái tinh thần tháp nhóm đi,
thì các bạn có thể sử dụng những cái tuyệt học tạo lượng sát thương nhóm, ví dụ như là 111, 112, để các bạn có thể hỗ trợ đam để kết thúc cái phó bản ngay thật là sớm. Tại bản thân Thiên Sơn các bạn có những cái chiêu búp rất là nhiều rồi, các bạn có tới 3-4 kỹ năng búp máu, do đó các bạn không lo về lượng máu khi các bạn đi những phó bản này đâu, chỉ trừ khi các bạn đi liên đấu thì các bạn cần nhiều hơn cái búp máu thôi. Đó, thì ở đây mình khuyến khích các bạn sử dụng tuyệt học đó là 111 và 112 cho những cái phó bản. Đây là 111 và đây là 112. Rồi, như vậy là mình đã vừa giới thiệu xong về tuyệt học cho Thiên Sơn. Như vậy tuyệt học thì các bạn sẽ ưu tiên nâng kỹ năng cho mình ở một số tuyệt học thôi. Ví dụ như là mình hiện tại mình đang sử dụng cái hổ khiếu thương khung này, mình đang nâng level 11 tại vì cái điểm rèn luyện cũng hạn chế các bạn ạ. Rồi mình sẽ nâng thêm cái thương long phá và cái long kình càn khôn. Đó là ba cái mình muốn nâng để bổ sung cái lượng sát thương mà Thiên Sơn nó còn thiếu sót. Về huyết mạch thì nó sẽ bao gồm có pháp bảo này các bạn ạ. Huyết mạch thì đối với Thiên Sơn các bạn hãy chơi cái huyết mạch vàng long nha, là cái này đây. Đâu rồi, đây hiện tại mình đang sử dụng cái huyết mạch vàng long, còn những bạn nào chưa có thì các bạn có thể sử dụng cái huyết mạch diệt hồn. Những bạn nào mới chơi các bạn có thể chơi diệt hồn, hoặc là các bạn có thể chơi huyết mạch thốn mang. Đây là những cái huyết mạch tăng thêm sát thương cho cái con Thiên Sơn, còn cái huyết mạch thôn phệ này thì nó sẽ hồi máu rồi. Thiên Sơn thì không cần huyết mạch này đâu, và các bạn sau này sử dụng cái huyết mạch vàng long nha. Về pháp bảo thì các bạn sẽ ưu tiên tẩy luyện những cái dòng trong pháp bảo như sau. Mình sẽ vẫn ưu tiên trí lực trước, tiếp đến là pháp công tối đa, đến độ bền, rồi bạo kích, pháp phòng, sinh lực và vận khí nha các bạn. Đó, đây là những cái dòng mình sẽ ưu tiên hàng đầu. Còn những bạn nào mà có những cái dòng khác mà chúng ta chưa có những dòng trên này, các bạn có thể thay thế vào để chúng ta dùng tạm cũng được, không sao cả. Rồi, như vậy là mình sẽ còn một vấn đề cuối cùng trong việc xây dựng cho môn phái Thiên Sơn, đó chính là cường hóa các bạn ơi. Cường hóa là cái yếu tố mà các bạn ưu tiên kế tiếp sau khi các bạn nâng về đá quý nha. Đá quý là một cái các bạn ưu tiên hàng đầu, tại vì đá quý các bạn nâng vào, chúng ta không có tỷ lệ xịt, nâng vào vàng bỏ vào là chúng ta được lực chiến và được chỉ số. Còn về cường hóa thì có tỷ lệ bị thất bại, do đó cường hóa các bạn nên ưu tiên sau đi. Về cường hóa thì các bạn nên cường hóa cho mình theo, thứ nhất là theo các cái mốc cường hóa. Cường hóa đây các bạn, mình sẽ ưu tiên các mốc cường hóa trên cái hệ thống nó ưu tiên trước. Thứ hai là các bạn sẽ cường hóa các mốc để chúng ta kích hoạt các cái lỗ khảm trên trang bị. Để khảm được 2 viên đá quý thì các bạn phải đạt cái cường hóa cấp 20. Do đó các bạn phải ưu tiên cường hóa tất cả trang bị của mình lên cấp 20 trước. Rồi để khảm được 3 viên đá quý thì các bạn phải đạt cường hóa cấp 45. Do đó các bạn phải tiếp tục ưu tiên cường hóa trang bị của mình lên đến cấp 45 nha, để chúng ta tiếp tục khảm được 3 viên đá quý. Và cường hóa là một cái vấn đề mình khuyến khích các bạn chơi sau cùng. Khi các bạn đầu tiên các bạn phải nâng về đá quý trước. Rồi, như vậy là mình vừa chia sẻ những cái thông tin cơ bản về vấn đề xây dựng môn phái Thiên Sơn cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ nói lại sơ một tí. Đó là những vấn đề nào mình cần ưu tiên trước trong khi các bạn chơi môn phái này. Đầu tiên là chúng ta cần ưu tiên về đá quý trước nha các bạn. Đá quý là một cái rất là quan trọng để các bạn ưu tiên. Thứ hai là các bạn sẽ đập về tới cường hóa. Và thứ ba là chúng ta sẽ nói về đến thú cưng. Ở đây thì mình không có nói về tọa kỵ rồi. Tọa kỵ thì tùy theo khả năng các bạn chơi được đến đâu chúng ta nâng tới đó. Tại vì tọa kỵ nó không có cái gì gọi là tẩy luyện để chọn dòng hay gì cả. Các bạn có nhiều các bạn đập vào để chúng ta chơi, thì sau này nó sẽ có phần luyện hồn tọa kỵ. Thì cái đó sau này nó có thì mình sẽ nói sau nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ không nói. Đây, tọa kỵ luyện hồn đây. Hiện tại đã có rồi. Nhưng mà luyện hồn này thì bắt buộc các bạn phải chơi tọa kỵ 6 sao chúng ta mới luyện được. Đó, luyện hồn thì chúng ta ưu tiên về các cái phần đó là cường độ vật công, hoặc là cường độ kháng vật công, hoặc là cường độ pháp công, hoặc là kháng pháp công. Đây là 4 chỉ số, 4 thuộc tính hiếm nha các bạn. 4 dòng này là cực kỳ hiếm luôn. Đó, do đó các bạn hãy ưu tiên 4 dòng này trước, còn những cái dòng dưới thì không cần ưu tiên cũng được. Quan trọng 4 dòng trên này các bạn cố gắng mắc. Rồi, như vậy là video chia sẻ những cái vấn đề rất là cơ bản, hy vọng sẽ giúp ích được cho những bạn nào mới chơi cái môn phái Thiên Sơn này.
và mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu cảm thấy video này hữu ích, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ nha. Và các bạn hãy đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video sau.